Goku rất phấn khích khi thấy tàu của ma giới lại nhanh đến vậy, thoáng một cái đã không thấy trái đất đâu. Kaioshin giải thích cho Goku biết phi cơ của ma giới hoạt động nhờ ma lực lên rất nhanh. Sau đó Kaioshin hỏi Glorio bây giờ bọn họ đang trên đường đến chỗ Wapsama hả? Goku chả biết Wapsama là ai cả. Chỗ của Wapsama là điểm giao nhau giữa đại ma giới và thế giới bên ngoài, phải đi qua Wapsama mới có thể vào được đại ma giới. Nghe theo Kaioshin. Glorio check map xem Wap Sama gần trái đất nhất là ở đâu. Hóa ra nó gần với một hành tinh Batapi của hệ sao Raka. Khứa Goku quen quen tay vút vuốt cây gậy của mình làm nó bật dậy chọc lên nóc tàu. Cả nhóm giật cả mình, hú hồn chim én. Sau đó Kaio xin liền hỏi Glorio về việc anh ta được cử đến để đón Goku đến ma giới. Theo Glorio thì đúng như vậy bởi vì quỷ vương của quỷ giới thứ ba đã nhờ cậy cậu ta là đánh bại vua Goma. Khứa Goku thắc mắc rồi nói nhầm thành kinh ta ma mạnh thế nào vậy? Kaiosin bảo đó không phải kinh Tama mà là kinh Goma. Nghe xong Glorio cũng miêu tả rằng hắn ta nhìn khá là nhỏ bé nhưng lại rất chi là xảo quyệt và có sức mạnh ma lực rất mạnh. Nhưng vì đã thấy Goku từng đánh bại được Majin Buu lên Glorio nghĩ Goku cũng có thể hạ được kinh Goma. Goku nghe thấy có kẻ mạnh là mắt cũng sáng ra, muốn nhanh nhanh chóng chóng giải cứu Dende rồi trở lại bình thường. Kaiosin thì tỏ ra đang chiêu vì đối thủ lần này có vẻ khó sơi. Phía trước bọn họ chính là hành tinh Batabi xin muốn nhờ Glorio dừng lại ở đây một chút để bán định vị cho ông Kibito Sau đó phi thuyền cũng dừng lại rồi xin cũng đã gửi xong vị trí Goku kinh ngạc khi ở đằng xa bọn họ chính là một con cá khổng lồ Mọi người thường gọi là Wapsama Goku cũng tỏ ra phấn khích vô cùng vì lần đầu cậu trông thấy một con cá vàng to đến vậy Wapsama bị Goku gọi mình là cá vàng thì tỏ ra không thích Khứa Goku thì nhê nói nhìn đằng nào cũng là cá vàng mà Làm cho Wapsama giận đỏ cả mặt Đã nói người ta không phải cá vàng mà Kaioshin liền ngăn cản Goku lại vì để cho Wapsama giận là không được đi qua đâu. Kaioshin nghe nói Wapsama hơi bị nhạy cảm vì ông ta không muốn bị nói là cá vàng. Wapsama thấy hai khứa đang thi thụ to nhỏ gì đó tưởng là đang nói xấu mình. Kaioshin bảo không có gì, khứa Goku thì lại báo thêm quả nữa. Nói không phải cá vàng thì là cá vàng mắt lồi hạ. Kaioshin bó tay với thằng báo này. Wapsama giận tím người. Kaioshin bảo Goku hãy im lặng đi. Sau đó Wapsama cũng hỏi thông tin danh tính của Glorio. Cậu ta nói mình đến từ ma giới và vừa rời khỏi đây không lâu. Và con cá cũng nhận thấy cậu ta đã đem thêm hai người nữa trở về. Và nó cũng muốn xác minh danh tính của cả hai người đó xem có phải là người của ma giới hay không. Để xác minh thì chỉ có xem tai là dễ nhận ra nhất. Nghe đến đây thì Kaioshin cũng vảnh ra đôi tai nhọn của mình ra và nó còn khen tai nhọn thật. Còn đến khứa Goku, con cá hỏi đến thì cứ giấu giấu. May mà Kaioshin nhanh chí biến cho Goku một cái tai nhọn. Sau đó thì Wapsama bắt đầu hỏi về mật khẩu. Mật khẩu này dùng để sử dụng khi Waxama hỏi đến, thế nên người ta phải nộp đơn trước và nhận mật mã. Nhưng mà theo Kaiosin thì trước đây làm gì có vụ mật khẩu này? Sau đó Glorio cũng đọc chính xác mã pin là 8821. Ngay lập tức được xác nhận đúng mật mã, phi thuyền chui vào miệng con cá. Vừa chui vào Kaiosin chợt nhận ra, mình cần phải báo mật khẩu cho ông Kibito. Thông tin chưa kịp chuyển đi thì phi thuyền đã bị quay vòng vòng làm cho Goku cảm thấy tất cả đồ ăn ban nãy muốn beauty phun ra ngoài. Bọn họ được chuyển đến một vùng không gian với rất nhiều cánh cửa. Goku bây giờ đang cảm thấy say sẩm mặt mày nhưng đó cũng là một trải nghiệm thú vị. Kaio bảo đừng có nôn ra đây nhé. Sau khi Goku tỉnh dậy, cậu hỏi đã đến nơi chưa? Glorio thì bảo đây chỉ là điểm chung chuyển giữa các không gian. Bởi vì vương quốc quỷ được chia thành ba thế giới. Cánh cửa đầu tiên chỉ có thể được vào bởi các thành viên của quỷ giới thứ nhất. Còn chúng ta thì bắt buộc phải đi vào cửa sập thứ ba. Theo như Kaioshi nói thì đó là nơi xa nhất so với thế giới quỷ giới thứ nhất nơi Goma đang ở. Và ít nhất thì chúng ta nên đi vào cánh cửa thứ hai thì mới phải. Biết là như vậy, nhưng Glorio chỉ được phép đi qua cánh cửa của quỷ giới thứ ba. Đột nhiên Goku thấy một phiên bản nhỏ hơn của Wapsama. Nó hỏi và mở ra cánh cổng thứ ba để đưa mọi người đến một vùng không gian khác. Goku cũng bất ngờ vì đến đây lại phải quay quay vòng vòng giống như ban nãy. Ngay lập tức thì phi thuyền đã được phụt từ đít con cá khổng lồ và rơi xuống dưới vương quốc quỷ thứ ba Goku cảm thấy phấn khích mà hét lớn. Thế giới này trông thật tuyệt vời. Kaioshin thì tỏ ra lo lắng vì không báo được mã số cho Kibito. Nhưng mà Goku lại chắc chắn rằng mọi người sẽ xoay sở được thôi. Kaioshin bảo rằng cậu còn lạc quan hơn cả bệnh nhân ung thư. Goku nhìn xuống dưới thì thấy có một thứ giống như một cái đĩa khổng lồ. Kaioshin nói đó chính là đường hầm của quỷ giới và là một con đường lỗ. Nó có thể thông với tất cả các đại ma giới với nhau. Và cách đây từ rất lâu thì người ta có thể tự do đi lại giữa các thế giới quỷ. Nhưng khi đó là hồi Kaiosin còn quấn tã, còn bây giờ thì ai đó đã đặt một khiên ánh sáng lên để chặn lối đi đó. Và bây giờ không ai có thể sử dụng nó được nữa. Đó cũng là lý do tại sao Wapsama được sử dụng để di chuyển giữa các thế giới quỷ. Glorio còn tiết lộ thêm thông tin những người duy nhất có thể sử dụng Wapsama là người của thế giới quỷ thứ nhất và người được chọn ở thế giới thứ hai. xin thắc mắc tại sao Glorio lại có thể sử dụng được Wapsama, nhìn thì thấy anh ta có xuất thân từ ma giới thứ ba. Glorio nói rằng anh ta làm việc tại ma giới thứ nhất hỏi là làm việc gì thì anh ta không nói bay một đoạn goku nhìn thấy có một bức tượng bị phong hóa đó chính là tượng của quỷ vương trước đây quỷ vương dabura goku nói trông nó thật tệ bầu trời ở đây trông thật lạ khác với ở trái đất lúc nghe đến ma giới goku liên tưởng nó phải khủng bố lắm nhưng thực tế chả khác trái đất là mấy nhìn vậy thôi chứ hệ sinh thái cũng rất khác sẽ có những động thực vật mà goku chưa thấy bao giờ ở tam ma giới này sẽ có những vùng đất bay lơ lửng trên trời bay một hồi lâu goku đề nghị muốn xuống dưới mặt đất để hít thở một chút cho đỡ mệt mỏi xuống dưới Goku vươn vai hít thở thì thấy có mùi thật hôi. Không khí ngột ngạt làm cho cậu ấy di chuyển thật chậm chạp. Glorio nói nơi này bị bao bọc bởi khí ga làm không khí rất nặng nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cơ thể. Đây cũng là lần đầu tiên Kaiosin đến đại tam ma giới. Glorio hỏi Kaiosin là người Glai có phải không? Không lầm thì có rất nhiều người Glai từng ở đại nhị ma giới. Chủng loài đạo mạo như ngài chẳng có việc gì mà phải đến đại tam ma giới cả. Quay sang Goku cậu đang đuổi theo một con vật kỳ lạ. Không may vấp té tí thì ngã xuống vực. Glorio nhắc nhở hãy cẩn thận đừng để rơi xuống vùng biển hắc ám không là oảng ngay tại chỗ đây. Đột nhiên có một đám quỷ xuất hiện, Goku với ánh mắt sắc bén cậu liền nhận ra ngay, bọn chúng lấy cung tên ra bắn về phía Goku, Goku liền nhảy lùi về phía sau, không khí thật nặng làm chậm bước di chuyển của cậu, bọn chúng càng hung hãn hơn nào là phi giáo bắn tên. Glorio liền nộn về phía trước né tránh tất cả rồi rút súng ra bắn cho đất đá văng tứ tung, cậu ta nói đây chỉ là một lũ thục phỉ không đáng lo ngại, giờ thì phải xuất phát ngay đường còn rất dài. Glorio sẽ đưa bọn họ đến một thành phố. Đêm nay họ sẽ nghỉ chân ở một khách sạn. Ngày mai Glorio sẽ đưa họ đi gặp vua Kadan. Đó cũng chính là vị vua của ta ma giới. Phi thuyền của bọn họ bây giờ phải bay thật chậm. Nếu bay nhanh không khí ở đây sẽ làm hỏng động cơ. Ở đây có rất nhiều núi lửa. Chính những khí thải ở đây đã làm cho không khí nặng và hôi đến vậy. Cô Cu mới nghĩ ra một ý tưởng nếu không khí ở đây hôi như vậy. Thì dù có xì hơi cũng chẳng ai phát hiện ra. Một ngọn núi lửa bỗng nhiên phun trào làm cho khí ga càng lồng làn hơn. Glorio nói chỉ một vụ nổ nhỏ mà đã nồng đậm khí ga như vậy rồi. Goku đỏ mặt gãi đầu rồi nói xin lỗi vì cậu vừa mới tranh thủ xì hơi một phát. Khẽ thế mà cũng bị phát hiện ra. Ba người hạ cánh xuống một thành phố. Có rất nhiều người đang tập trung nhìn về phía bọn họ. Glorio bước vào một khách sạn và hỏi thuê hai phòng. Vì ông chủ nhìn thấy là khách vãng lai lên chặt chém đòi giá quá cao. Vì khách sạn ở vùng này chỉ có duy nhất một cái này thôi. Glorio bực mình túm cổ ông chủ rồi định rút súng ra ông chủ sợ hãi liền giảm giá ngay goku hỏi có đồ gì để ăn không ban nãy đang ăn thì bị bế đi rồi lên giờ rất đói Kyle xin bảo ban nãy cậu ăn nhiều vậy mà vẫn còn đói à glorio hỏi ông chủ thì được chỉ sang bên quán rượu ở bên đường có món hamburger ngồi vào bàn glorio order 5 cái hamburger và hai cốc trà đá ngoảnh lại thì đã thấy một đám nhìn về phía bọn họ goku cảm thấy hamburger ở ma dưới cũng rất ngon không biết là làm từ thịt gì nữa một gã da xanh bước đến và hỏi goku không phải là người của ma giới đúng không vì gã đã thấy tai của goku là hình tròn glorio thấy trướng mắt thì liền đuổi gã đó cút đi hai rồi ba tên xuất hiện gây sự glorio tính nóng như kem hất cốc nước vào mặt tên da xanh glorio liền hạ gục hai tên liên tiếp rồi bình tĩnh gọi thêm một cốc nữa goku thì vẫn mải ăn thì có một gã đến đánh về phía của cậu nhẹ nhàng như đẩy xe hàng goku nhanh chóng đã hạ được tên này mấy tên khác cũng đồng loạt lao đến tấn công. Giờ đây cũng là lúc cậu cần phải hoạt động gần cốt một chút. Goku nhanh chóng đã làm chủ được cơ thể nhỏ bé này. Cậu có thể căn chính xác tầm đánh. Một tên tóc bổ luống định dùng rìu để tập kích Goku từ phía sau, thì Goku liền vội né ngay. Gã này sau đó cũng néo thể nhổ được chiếc rìu lên. Cậu đấm cho gã một nhát. Cả đám lao vào hồi đồng Goku nhưng đều bị hạ đẹp. Goku quay trở lại bàn và vẫn cảm thấy đói. Ông chủ liền chuẩn bị thêm đồ ăn. Đến tối thì cả hai đã say sưa trong giấc ngủ. Hai tên quái vật bị đánh ban nãy kia liền chạy ngay đi để làm gì đó, có vẻ như bọn chúng muốn trả thù nhóm Goku. Sáng sớm hôm sau thì Kaioshin đã tỉnh dậy và Glorio cũng chờ sẵn ở cửa. Khi đi đến chỗ đậu phi thuyền, thì cả ba người mới tá hỏa phát hiện chiếc máy bay của ba người đã bị lấy cắp. Không ai khác chính là mấy tên lưu manh đã đánh nhau với bọn họ tối ngày hôm qua. Bọn chúng còn để lại một bức thư gì đó. Liệu hành trình của Goku và những người bạn còn gặp những khó khăn gì? Anh em hãy đón xem ở tập sau nhé. Xem đến đây nếu thấy hay thì hãy cho S một like một đăng ký kênh để S ra nhiều video hơn.